Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Clip này thì mình làm về một AK vip không hiện đang chơi ở bản đài Và người chơi này đang sử dụng con Son leo làm chủ lực này Và nếu bạn nào mà không có đam mê S, không có thích chơi những Pokemon với S chẳng hạn Thì các bạn có thể định hướng tới một trong hai loại team sau uh, Team thứ nhất đó là team Thép uh, với Son Galeo Và thứ hai đó là team Ma với cả Luala Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn uh, cái đội hình của người chơi này Người chơi này đang sử dụng đó là con Son Galeo làm chủ lực chính với uh, lực chiến hiện tại của nó bây giờ là 719.000 và 11 sao này Một Pokemon S cũng thuộc dạng phòng thủ đó chính là con Hichan Pokemon này nó sẽ ra mắt ở cùng với cả con Volcanion ở trong sự kiện đấu giá và đây cũng sẽ là một Pokemon các bạn có thể đi cùng với cả team lửa hoặc là team thép cũng được này. Một Pokemon có khả năng phòng thủ cũng rất là tốt và hỗ trợ uh, dành cho Pokemon của bạn này. Celebi 8 sao, đây là một Pokemon để giúp kháng tử dành cho Sogaleo rồi, rất là quan trọng này. Magena hiện tại có 4 sao thôi, tuy nhiên là nó cũng sẽ bổ trợ dành cho những Pokemon hệ thép ở bên bạn. Sonia cũng chỉ 4 sao. Và người chơi này đang sử dụng thêm đó là Semin hệ cỏ. Semin thì nếu mà được chỉnh sửa lại bộ skill thì hiện tại bây giờ Semin nó cũng là một Pokemon hỗ trợ cũng sẽ rất là tốt. Và người chơi này mặc dù là có con Giachi. Uh, uh, nhưng mà người chơi này không sử dụng này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đấu với cả một số người chơi. Uh, đây cũng tầm lực chiến cũng ngang ngang này Người chơi này thì là Đang là VIP 0 này Và đang sử dụng đó là team Lulala này, Masadao này, kể cả Giatina Kèm theo cả điện luôn Zepro với cả Zelda Xem trận đấu này để có thể định hướng về tương lai Masadao đây Pokemon có tốc độ rất là cao Và người chơi này đang sử dụng cho con Masadao là có cái sát thương cao thế nên là con Zelda nó sẽ bút bóng dành cho con Masadao ở trong tim rồi này và người đây Magena thì khả năng đặt bẫy làm địch sẽ bị uh, nổ gây sát thương trong Galileo khi bị đánh uh, thì nó sẽ đánh trả thì người chơi này đang sử dụng đó là toàn những Pokemon để hỗ trợ dành cho con Son Galileo là chính và chủ yếu là để cho con Son Galileo gánh tim và như các bạn thấy đó là dự hiểu như là Semin nó được chỉnh sửa skill đợt trước ấy Thế nên là cứ đồng đội bên mình mà hành động nó coi như là Nó sẽ được hồi máu dành cho toàn bộ team luôn Thế nên là Semin vẫn đang rất là tốt để sử dụng này Mà sao ulti rồi này Xong ulti Và như các bạn thấy là một số Pokemon nó Rồi như là nó không xuất hiện Trở lại khi mà nó tàng hình ấy Bởi vì là cái hiệu ứng tàng hình kia là hiệu ứng tàng hình đặc biệt của Luala Thế nên là Xong mặc dù là Làm cho địch trở hiện nguyên hình trở lại nhưng mà lại Không có tác dụng chỉ có những địch theo kiểu tàng hình bình thường thôi và sau Galeo đây sát thương gây ra khi nó tiến vào trạng thái mặt trời lên rất là cao đam đánh vào nó thì rất là nhỏ bởi vì lúc này cái sức phòng thủ của nó sẽ dựa theo đó là dựa theo sức tấn công của nó công bao nhiêu thì sức tấn công phòng thủ từng đó luôn thì với Timan nếu các bạn mà nuôi không mạnh chẳng hạn thì nó cũng sẽ rất là mỏng và đòn vừa rồi vừa giết một con Pokemon hệ ở thép hoặc siêu là ngay tức Son Galeo Leo nó sẽ đánh trả luôn bằng một quả cầu lửa sát thương gây ra cực kỳ cao. Và 11 son sao của Son Galeo còn có khả năng đánh sát thương thực ở đòn ulti của nó nữa. Semin đây, nó còn tạo hiệu ứng kháng tử này. Đây là người chơi này sử dụng đó con Son Galeo làm đam chính. Hiện tại trong team cũng không có con uh, đam luôn. Toàn sử dụng đó là khả năng đó là đánh trả của con Son Galeo này là chính thôi. Lại ulti rồi này. 8 triệu 1 này, đòn vừa rồi là chết đi gần hết các con rồi Masadao cũng đã tử trận rồi Nhưng mà Luala khi nó hồi sinh trở lại ở 8 sao thì nó sẽ kéo theo những đồng đội hệ ma sống dậy Giống như vừa rồi, Giatina đã chết nhưng mà lại sống dậy này Và điều kiện như vậy để các bạn phải lên được Luala 8 sao thì mới có thể kích hoạt được Nói chung là team ma này nếu bạn nuôi mà không tốt thì nó sẽ rất là mỏng luôn Còn nếu mà Masadao mà nuôi cũng không đến nơi đến trốn thì sát thương gây ra cũng không nguy hiểm mà điều kiện rất là cần đó là phải lua la 8 sao thì mới có cơ hội đó là có thể hồi sinh lật kèo được như thế này. Và bên kia đang tàng hình thì bên uh, team thép uh, cũng chưa hành động được gì cả. Và đây là cuộc chiến đấu của còn lại mỗi Luala với cả con Giatina với cả bên kia là team uh, Masadao. Cái khiên của con uh, Hichan này nhiều lúc rất là tốt luôn. Và nó cũng là một Pokemon hệ thép Vừa rồi thì uh, Luala lại bị chết tiếp Và Luala mà chết Mà có cái khả năng hồi sinh như thế kia Thì nó vẫn có thể kéo đồng đội hệ ma sống dậy trở lại Lần thứ hai thì nó sẽ có tỷ lệ đó 50% có thể hồi sinh Và như các bạn thấy đây Nó lại kéo con Masada hồi sinh trở lại rồi Vậy đây là Mas Luala coi như là một cái Linh hồn của team thép Để có thể giúp cho team thép à, Linh hồn của team ma Để có thể giúp cho team ma có khả năng lật kèo giống như vậy Chứ bình thường nếu mà team ma mà không có Luala thì... Tử trận ngay từ lúc nãy rồi. Bởi vì là cái sát thương con Songaleo gây ra nó quá là mạnh. Và đây là toàn những Pokemon bổ trợ dành cho Songaleo là chính. Hichan bắt đầu ulti. Toàn vừa rồi quá là mạnh của Masadao. Kèm theo sát thương thực mà. Thế nên là... Con Songaleo rất tiếc đã bị tử trận rồi. Con ma này thì sát thương gây ra thì cũng không hẳn nó quá cao nhưng mà cái sát thương thực khi nó bị đánh quá nhiều chẳng hạn thì lúc nó đánh kèm theo cái skill của nó ấy, thì vừa rồi gây ra mất đến tận 4 triệu đánh lên con Songa luôn. Thì như các bạn thấy đó là nhờ Luala mà cái team bên này có thể lật kèo được đợt vừa rồi. Chứ nếu không thì nếu không có lula hồi sinh lại thì Masada cũng sẽ rất là kém mà ngay cả khi đó là con Zelda hỗ trợ nữa thì Zelda uh, khi nó chết rồi thì nó cũng không búp bóng được nữa rồi này. Vậy nên Loala là thành phần mà các bạn nên cần nếu khi mà các bạn chơi với team Ma và Masadao đi cùng với cả Loala cũng sẽ rất là mạnh luôn. Và trận này thì chắc là thua rồi, vẫn còn lại mỗi một con đó là con hinchan Hichan thôi. Hiện tại bây giờ à, xếp hạng của người chơi này đang có rất là nhiều người chơi vừa chơi đó team Ma lại vừa kết hợp với cả team thép luôn này. Rất là nhiều người chơi đang sử dụng Songaleo với cả lula bởi vì bản đài này ra SS nó quá là sớm luôn ấy đến bây giờ đã ra mắt đó là con cả con Mega TNC rồi đến tháng 10 thì bản đài nó cũng sẽ ra mắt đó là con Mega Mewtwo X luôn thế nên là với những bạn uh, những người chơi mà theo kiểu mà vip cao ấy họ lại hay ưu tiên đó là những bộ con mực SS nhiều hơn so với cả uh, những người chơi vip thấp thì đa số là sẽ đi theo hướng uh, ma hoặc thép là chủ đạo này và trong đó thì với team thép thì là họ sẽ chủ yếu là chơi với Son Galeo còn với team ma Masadao và Luala là một cặp đôi cực kỳ là tốt nói chung là team thép là một cái team uh, cũng sẽ rất là mạnh khi mà đối đầu với cả team nước nhưng mà đến thời kỳ của team Ma, Luala ra mắt thì, uh, thì lúc đó Luala Masadao một cặp đôi quá tuyệt vời để có thể giúp cho team bạn có những chiến thắng theo kiểu mà bất uh, bất ngờ giống như trận vừa rồi này. Và đây là một người chơi đây. Uh, Han này cũng là VIP không thôi nhưng mà người chơi này cũng đã win được một vài trận này. Chỉ có có thắng có thua nhưng mà thôi mình xem trận thắng trước để xem là tại sao. tính ra ở cái trận đầu trước ấy thì xui uh, thôi nếu mà Son Galeo mà không dính một cái đòn uh, theo kiểu mà 4 triệu 8 kèm theo sát thương thực vừa rồi của con uh, Masadao ấy thì có khả năng đó là cái team bên kia sẽ bị thua bởi vì con Son Gale đang gánh team rất là tốt và chơi với một đội hình kiểu dạng như là chỉ dành cho con Son Gale là chính như thế này thì lúc này nó sẽ rất là mạnh tại vì là bây giờ những S cộng um, nó chưa ra nhiều con mới hơn và mạnh hơn nhưng mà đến thời điểm về sau dần dần thì team thép nó cũng sẽ bị ít người chơi hơn một phần là mình thấy là do sử dụng về như nhờ vào son leo nhiều quá mà những sát thương về sau của son Galeo gây ra nó cũng không phải là quá mạnh mẽ giống như bây giờ thì sau cái thời kỳ tim thép là đến thời kỳ tim ma và sau thời kỳ tim ma đến cái thời kỳ của tim tiên đất đá của Mega TNC nữa thì lúc lúc đó thì người chơi tim thép hay là nó cũng trở dạng như là cũng sẽ bị giảm đi rất là nhiều bởi vì các bạn thấy đây Giống như dồn cho con Sonic vào chính và chỉ cần Sonic mà tử trận thôi, coi như là team bạn cũng sẽ bị thua ngay lúc ngay tập tức rồi. Với team thép thì đến thời kỳ của con mạng ở uh, con uh, Sonic này thì bắt đầu mới có thể nổi lên được và 11 sao của Sonic Leo gây ra sát thương nó rất là mạnh. Mình phải công nhận một điều là Sonic ngày trước mình rất là thích luôn ấy cũng đi dự định lên là 8 sao rồi, bởi vì Sonic phải 8 sao trở lên nó bắt đầu mới có thể tốt được. Nhưng mà xong rồi hồi đó thì thôi dành cho S, Nên hồi đó là gần đến chuẩn bị Mega TNC rồi. Tích cho Mega TNC tí đất tí đất đá chắc là vẫn sẽ ổn hơn rồi. Và kia chính là cái hiệu ứng uh, dạn nứt uh, theo kiểu nham thạch đến từ con uh, Hichan, một Pokemon được S nhưng mà hiệu ứng gây ra cũng nhìn uh, rất là đẹp luôn. Và hồi đó thì cũng tiếc tiếc tại sao một Pokemon tổng chỉ số 600 thì nó lại là một con uh, bậc, bậc S. Thì với người chơi này, như các bạn thấy đó là Songaleo được bổ trợ cực kỳ nhiều như thế này thì để nó là cánh tim ấy nhiều lúc có thể gây ra được cái đột biến rất là lớn bởi vì thực sự là son Gale, cái đánh trả của nó cực kỳ là cao và đây cũng và như các bạn thấy đó là bây giờ đây chỉ là một người chơi theo kiểu mà vip không thôi nhưng mà có thể nuôi được mà đánh trả lại được kiểu, theo kiểu như này với cả những người chơi khác theo kiểu mà vip cao hơn chẳng hạn thì đó cũng là một cái kiểu như là cái niềm vui của họ khi mà đam mê tim thép rồi Và như các bạn thấy đó, tim ma thì hầu như là rất là mỏng như vậy. Toàn theo kiểu mà bị chết ấy. Xong rồi đến lúc mà phải đợi đến lúc mà la nó lại ra một đòn như thế này, đó là hồi sinh này. Và chuẩn bị đó là khi nó hồi sinh trở lại, nó lại kéo theo hệ ma sống dậy. Lúc đó thì lại có thêm những cái đòn theo kiểu mà tấn công chớp nhoáng như thế này, bởi vì là khi nó hồi sinh trở lại thì nó sẽ giúp cho hệ ma của bên bạn đó là đầy máu này và đầy nộ này và kèm theo nữa lại tàng hình này. Thế nên là lúc mà nó hồi sinh thì coi như là bạn sẽ đứng nhìn bên tim ma đánh thì cái lúc à, hồi sinh như này là lúc chính là cái lúc mà các bạn có thể lật kèo khi các bạn chơi team ma. Chứ còn bình thường nếu mà để con Lula chết sớm mà nó chưa được kịp kích, kích được cái kí ấn hồi sinh ấy, thì coi như team ma của bạn cũng sẽ tử trận sớm thôi. Vậy nên rất là nhiều trận đấu team ma à, bị thua theo kiểu mà để con Lua la chết sớm hoặc là không có đủ sát thương để có thể giết được bên kia. Mà đến thời kỳ này thì mặc dù là Giantina 4 sao nhưng mà các bạn vẫn cứ thể có thể cho vào để có thể có thêm một con tăng và kèm theo lúc đó nữa thì là Đủ bộ ba hệ ma thì Luala nó sẽ búp cái hiệu ứng đó là tàng hình. Giống như thế này. Và nếu mà Luala không được 8 sao thì nó cũng sẽ không hồi sinh. Và vừa rồi. Chưa đủ kích ấn để hồi sinh thì Luala đã tử trận và team này đã bị thua này. Trận đấu cuối chúng ta sẽ cùng xem một trận đấu này. Theo kiểu mà kết hợp với là team thép với cả team ma. Thì mình cũng sẽ phân tích cái người chơi team thép với team ma này luôn này. Uh, theo kiểu mà đội hình. Thì mình bây giờ sẽ để đội hình theo kiểu như thế này cứ để như này thôi để xem sẽ như thế nào thép với ma ma thì nó sẽ tàng hình ngay từ lượt đầu rồi với ba hệ ma như vậy vậy nên là những đòn tấn công của bên bạn sẽ nhằm vào đúng vào con son galeo 11 sao bên kia là chính thôi và trận này mình sẽ tua nhanh nốt này và như các bạn thấy ấy, con masadao gây ra sát thương lúc đầu tiên rất là cao luôn nếu các bạn lên được 8 sao của con masadao thì nó sẽ đánh bỏ qua sợi dây liên kết của sơnia 7 ,3 triệu 3 và bên kia vẫn tàng hình bình thường bởi vì đấy là hiệu ứng uh, tàng hình đặc biệt của con uh, Luala uh, sau Leo không thể nào mà mất đi tàng hình được mình tính đua tua nhanh ấy, nhưng mà tua nhanh nhanh quá không kịp nói mà nếu mà không tua nhanh thì thời gian trận đấu nó cũng diễn ra rất là lâu 4 phút 5 phút một trận như vậy mà mình làm một clip thì lại quá dài thế nên tua nhanh vậy thì trong team thép nếu các bạn mà không chơi theo kiểu mới full uh, với cả team ma kết hợp như thế này thì các bạn uh, nên có uh, ví dụ như là con uh, gen sách chẳng hạn nôi mạnh thì đó là một thành phần đam chính của team thép 8 triệu này thì bây giờ chết mất con semin rồi và bây giờ địch cũng chỉ đánh ví dụ như là vào con uh, leo này chính thôi để bên bạn có thể đánh trả lại được đánh trả 2 triệu tám khủng rất là khủng khiếp về đánh trả của sau leo. Nhưng mà đánh vào con uh, khi chan mất có 113. Thì đây đang tận dụng để đánh trả của Song Leo thì các bạn cứ để nó một mình giống như thế này thì cái khả năng đánh trả của nó sẽ được nhiều hơn và đánh trả như vậy thì nó cũng sẽ hồi máu hay là sức tấn công của nó cũng sẽ cao cao hơn lúc trước đấy chứ. và để những con chủ lực ở hàng sau thôi à, để cho nó giống như là Hitan vẫn là búp được cái khiên dành cho tim thép giống như thế kia 2 triệu 7 này đòn tấn công rất là đau mất có 1 với 2 máu bởi vì lúc này cái lực phòng thủ của Son Leo rất là mạnh nếu bạn mà không vượt qua được cái lực phòng thủ của Son Leo thì nó đánh mất đúng một máu thôi thi đấu với cả một người chơi VIP 13 đây đội hình theo kiểu mà nhiều con 8 sao cũng 11 sao các kiểu nhưng mà có vẻ như là cũng sẽ đỡ đỡ hơn lúc trước Đánh trả của Song lại đánh mất có 400 hay 300 vào con Hichan Thì Hichan là một con mực S mà phòng thủ cũng rất là ghê gớm luôn Thì nếu các bạn mà đam mê theo hướng tim thép thì các bạn có thể sử dụng như thế này. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng theo kiểu mà kết hợp với cả tim ma để toàn những bộ con tàng hình còn đâu là đánh vào song Galeo để nó giúp cho nó có khả năng đánh trả thì như vậy cũng là một cái cách của người chơi đang sử dụng đây thì thực sự là tim thép nếu các bạn mà không có dạng như để cho con con son Galeo này gánh tim chẳng hạn vừa rồi đã mất đi là kháng tử rồi lùa là à, quên con Masao nó quá mạnh luôn đấy nhưng mà rất tiếc Luala nó đã hồi sinh rồi Và Luala hồi sinh thì kéo theo đó cũng là con Masada hồi sinh nốt Tim thép quá dựa vào con Son này chính nó Một đòn vừa rồi cũng đã bốc hơi luôn con Giatina Và chờ đợi đó là con Luala hồi sinh trở lại cả đôi luôn Ma với thép Đó là một cái sự kết hợp hay Nếu các bạn mà có định hướng à, Vừa thích Son vừa thích đi với team Ma Son vẫn là một Pokemon thủ rất là tốt ở thời điểm đấy xong một đòn chết 4 của Masadao một Pokemon sắp tới cũng sẽ rất là hot ở bản Việt và đây Masadao 8 sao này lực chiến có 579 thôi nhưng mà cái sát thương nó gây ra nó quá là mạnh bởi vì Luala nó búp cho nó rất là nhiều như các bạn thấy là những lực chiến của những Pokemon này cũng 500 400 nhưng mà sát thương với cả những Pokemon hỗ trợ đi kèm thì quá là tốt Giatina cũng chỉ 4 sao thôi Ok, vậy là mình đã kết thúc cái clip mà review account VIP 0 ở đây.